Ekip quay em Vita còn yêu nhau từ trước, cách đây cũng khoảng 2-3 năm rồi. 2-3 năm sau gặp lại thì nhìn ai cũng phổng phao lên, rất là mừng. Nope. Đau chân. Hiện tại là chúng ta đang có mặt tại làng cổ Đường Lâm. Đây sẽ là một cảnh quay mà Phúc nghĩ rằng là nếu mà quý vị khán giả hoặc tất cả các bạn mà không xem Behind the Scene thì sẽ không thể tưởng tượng được là cái cảnh này nó lại quay ở đây. Đó chính là cảnh mà lúc Chí Phèo nhìn thấy Thị Nở ở trong nhà của Lý Trường. Nhưng mà thực sự là lúc ban đầu đây, thực sự khi mà Phúc đến đây quay, Phúc cũng không thể tưởng tượng là ekip đã tìm được cái bối cảnh mà quay ở một cái chỗ mà không liên quan gì đến cái nhà gì hết, không có chút xíu liên quan gì, và cuối cùng là lên MV mà lại tuyệt vời như vậy. Nên là nếu mà các bạn muốn biết cái sự tuyệt vời đấy thì hãy xem Behind the Scene này. Lấy đất làm cho nhau. Nhà nở ơi, mình chưa kiểu định hình được mọi người đang gọi ai. Linh Nở. Đây là cảnh khi mà vừa mới chảy một giọt nước mắt xuống là những cơn mưa bắt đầu ập đến, thì Phúc đã phải khóc đến 6 lần, Phúc đều khóc thật hết, không có một lần nào khóc giả. Và hy vọng rằng là tất cả các bạn, tất cả quý vị khán giả xem video này thì sẽ thấy hết được tất cả những lần khóc thật của Phúc. Oh no!
chết chết. Vào không ấy ở nhà chó. Ô, chó này cơ. Này đặt nha. Mở ra đi, mở ra đi. Mai chia cách mong cũng chẳng thấy mặt. Chẳng cần một ai nữa, bất kể ai cũng giữ thừa. Một mình đừng khóc giữa mưa, nén cơn đau và từng hơi thở. Một người mình chẳng ngừng nhớ, nhưng lại quay bước ra vào. Bao giờ mình khóc như em, hết thương cảm như sự thật là chỉ môi em hết thương cảm. Như sự thật là chỉ một người giữ một người.